Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiến Đạt của em. Kính thưa tất cả quý khán giả, hiện tại em đang có mặt ở nơi đây là huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Và khi em đến đây đó thì đồng hồ đã chỉ sang gần 18 giờ rồi. Chỉ còn 10 phút nữa thôi là 18 giờ mà trời đang mưa lắc gắt nữa. Và hơn nữa thì cặp một bên trường học này có người ta có đám đó, người ta ca hát rất là ồn ào. Đấy, quý khán giả nhìn phía trước em có mấy cái chiếc xe ha. Đó, cho nên em xuống dưới em quay thì nó dính nhạc vô, nó dính cái bản quyền. Và cho nên em chỉ ngồi trên đây và để quay những cái hình ảnh cho quý khán giả xem. Vào năm 2001 đó thì anh Dũng có tài trợ ở nơi đây với cái số tiền là 2,5 tỷ đồng, đứng trên cái pháp danh là các cụm khu công nghiệp Sóng Thần, và đã tài trợ cho nơi đây để xây dựng lên cái trường học này. Và quý khán giả biết là vào cái thời điểm năm 2001 đó thì vàng á, mà giá vàng đó tầm cả khoảng 5-6 triệu trên một lượng thôi. Cái số tiền rất là rẻ ha. Đây là trường trung học phổ thông U Minh Thượng, tổng kinh phí đầu tư là 4 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần phát triển các khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương tài trợ 2,5 tỷ đồng. Ngân sách của nhà nước là 1,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư Ủy ban Nhân dân huyện An Biên, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Hòa. Thời gian khởi công là ngày 20 tháng 12 năm 2001. Thời gian hoàn thành là ngày 20 tháng 3 năm 2003. Tức là cái ngôi trường này xây tầm cỡ khoảng hơn một năm mới xong ha. Và khởi công làm đó là hơn một năm. Lúc trước á, là nơi đây là trường trung học phổ thông U Minh Thượng, huyện An Biên. Và bây giờ là đã trở thành là huyện U Minh Thượng rồi. Người ta, chính phủ nhà nước cũng phân ra đây là U Minh Thượng, còn hồi lúc trước là huyện An Biên. Quý khán giả thấy nơi đây, em đến đây thì giờ này tối hụt rồi. Xe cộ người ta chạy thì người ta mở đèn ở trên, quý khán giả thấy không? Người ta mở đèn ở trên rồi. Nhưng mà cái máy mình á, quay nhờ, mình nhờ quay cái ban đêm á, cái độ phân giải nó cũng cao. À, cho nên em quay giờ này mới thấy được cái hình ảnh cho quý khán giả ha. Và quý khán giả biết đó là cái ngôi trường này là đi vào hoạt động tính ra đến nay nữa thì tầm cả khoảng 20 năm, hơn 20 năm rồi quý khán giả. Nhưng mà có một cái khoảng thời gian á là cái ngôi trường này là nó xuống cấp rồi. Nó xuống cấp và nó nứt nẻ hết trơn rồi. Và người ta đã, bây giờ người ta đã xây dựng lại một cái trường học mới rất là to. Và khi cái trường học này xây lại rồi thì quý khán giả thấy bây giờ cái xăng đồ này kia nọ đó, và người ta đã xây thêm một cái ngôi trường nữa, là tổng cộng ở đây bây giờ là một cái ngôi trường mà có nhiều cái lớp học ha. Tại đây để quý khán giả thấy chỉ còn là cái kiến trúc là cái cổng ha, cái cổng mà trường Tây Sơn, trung học Tây Sơn ở ngoài Phú Giáo Bình Dương đó, thì cái cổng cũng tương tự như cái cổng này. Và đa số hầu như là các trường học mà khu du lịch Đại Nam tài trợ đối quý khán giả thì hầu như là cái cấu trúc và cái cổng á, thì hầu như là nó giống giống như thế này thôi. Quý khán giả thấy không? Nhìn cái cổng, nhìn cái cấu trúc rất là đẹp luôn. Đó, quý khán giả nhìn sơ sơ qua ha. Ở đây bây giờ người ta để là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông U Minh Thượng. Đấy, thì lúc trước ở đây là huyện An Biên, bây giờ là huyện U Minh Thượng. Thì cái mục đích em đến đây đó quý khán giả là để gợi nhớ lại, nhắc lại để cho một số quý khán giả mà có thể là chưa biết, chưa nắm được cái thông tin này đó, thì chúng ta có thể là chúng ta tham khảo. Vì vào cái thời điểm năm 2001 đó, lúc đó quý khán giả nhớ là vàng chỉ có 5-6 triệu trên một chỉ thôi. Mà bây giờ đó thì cái số vàng đó, nó lên gấp hầu như là gấp 10 lần. Bây giờ 2,5 tỷ đồng, bây giờ em tính ra là vàng 5 triệu trên một lượng đi. Mình tính 5 triệu trên một lượng thì một chục lượng á là nó 50 triệu, 100 lượng là nó 500 triệu. Thì 2,5 tỷ đồng là cho thấy là vào thời điểm đó là gần 500 lượng vàng đó quý khán giả. Một cái con số phải nói rất là lớn, chứ không phải là cái con số nhỏ. Thì cho thấy cái gia đình của Đại Nam đó, người ta đã làm từ thiện, phát công thiện nguyện là từ khá lâu rồi. Từ hàng chục năm trước rồi, là lúc mà anh Dũng chưa có gặp chị Hằng. Và anh Dũng với chị Hằng cũng thường nói ha, trước kia thì hai người đã làm từ thiện rất là nhiều. Đó, rồi bây giờ sáp lại với nhau là nói chung là hai người cùng chung một cái ý tưởng. Và khi sinh ra cháu Quỳnh Hằng Hữu thì anh Dũng và chị Hằng có đặt tên
là cái quỹ từ thiện hằng hữu và vẫn tiếp tục duy trì và hoạt động, thì cho thấy cái tâm của vợ chồng người ta rất là tốt ha. Rồi bây giờ để cũng hơi vắng vắng rồi, em bước xuống em quay cái cảnh quan xung quanh để cho quý khán giả thấy. Đây, em bước xuống đường nè quý khán giả. Giờ này thì tầm có khoảng ở đây là hơn 18 giờ. Hơn 18 giờ, cả khoảng 18 giờ 10, 18 giờ 15 rồi đó. Nhưng mà quý khán giả thấy không, cái đường xá nó sáng là do cái máy của mình quay á, nó cái độ phân giải ban đêm á, nó cao. Đường này thì mình đi ra là mình đi ra Gành Sỏi nè, ra thành phố Gạch Giá luôn. Rồi để em chuyển camera lại cho quý khán giả xem nha. Đây, cái đường này mình đi thẳng luôn, là mình đi ra Gạch Sỏi, ra thành phố Gạch Giá. Và đây là cái kiến trúc của ngôi trường nè. Đó, em quay vòng vòng ở ngoài thôi ha, chứ em không có vô trường, do cái trường bây giờ người ta cũng xây cắt lại rồi. Và em cũng có được một cái biển, cái bia đá, và trong nhà trường người ta chừa lại để làm kỷ niệm ha. Và cái đường này là mình đi Bạc Liêu, Cà Mau nè. Lúc trước em có đi thường này, đường này nè, đi xuống thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu luôn nè. Đó, thì đây xuống Bạc Liêu là, lúc đó xuống Bạc Liêu là chị Hằng cũng có hỗ trợ ở nơi đó, là một cái trạm nạp cung cấp oxy vào cái mùa dịch bệnh Covid-19 năm 2021 ha. Thì cho thấy là theo đúng như cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng, là nơi đâu khó thì nơi đó có Đại Nam. Mình thấy gia đình người ta làm khá nhiều cái việc tốt đẹp cho xã hội. Mà khi qua cái miệng của thằng Mộc TV á, qua cái miệng của con Nang ở Gò Vấp với qua miệng Bảy Gà đó, thì tất cả công lao đó đều là đổ sông đổ biển. Quý khán giả thấy phía sau em không? Có nghe phía sau không? Là nhạc người ta ca rất là to ha. Và khi em đi vậy thì quý khán giả biết là em đã đến đây ha, để cho quý khán giả xem được là cái hình ảnh thực tế là như thế nào. Rồi em trở lại, em ngồi trên xe nha quý khán giả. Ngoài cái việc mà ủng hộ mổ tim, mổ não ung thủy cho các trẻ em, thì gia đình của Đại Nam cũng ủng hộ xây chùa, cắt cầu, làm đường, hỗ trợ tăng ni trong chùa, hỗ trợ bác sĩ học năng cao. Và bên cạnh đó thì những cái quỹ như là chống dịch nè, quý khán giả thấy là cực kỳ có ý nghĩa và rất là quan trọng. Lúc đất nước mình bị hoạn nạn khó khăn thì người ta cũng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để nhập về những cái trạm nạp cung cấp oxy và cùng với chính phủ nhà nước đẩy lùi cái dịch bệnh. Thì chúng ta thấy đây là một cái nghĩa cử hết sức cao đẹp của gia đình của bà Hằng. Bây giờ thì quý khán giả thấy là cơn bão số 3, cơn bão Yari đã tàn phá, cái hậu quả nó để lại là rất là khủng khiếp, rất là nặng nề. Bây giờ cơ quan chức năng, các bộ ban ngành và bên phía quân đội cũng cùng nhau hỗ trợ bà con ở ngoài quê hương miền Bắc. Và bên cạnh đó thì cũng có hàng loạt nghệ sĩ, cái danh sách lên đến cả trăm người, cũng đã chuyển tiền vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng với chính phủ giúp đỡ người dân vượt qua những cái hoạn nạn khó khăn. Thì bên cạnh đó là báo chí truyền thông người ta cũng nêu cao cái tinh thần, cái nghĩa cử cao đẹp đó, và cũng có những cái lời tri ân từ người dân, từ cộng đồng. Thì chúng ta thấy là mỗi cái việc làm, một cái hành động là điều tốt đẹp đem lại cho cái giá trị cho xã hội. Còn những cái kẻ mà gọi là ăn không ngồi gòi, mà tôi nói thí dụ như là cái con Nang ở Gò Bắp nè, hay là như thằng Mộc nè, hay là thằng Bảy Gà rồi nè, thì các đối tượng này quanh năm suốt tháng chỉ là đi gình gặp, đi trông chờ cái công ty doanh nghiệp người ta có chuyện này chuyện kia đó, để nó ra nó quy chụp, nó nói xấu, rồi nó vu khống, nó bịa đặt đồ này kia vậy thôi. Chứ ngoài ra nó làm thì chả được cái chuyện gì cho đời, phải nói thật ra là như vậy. Còn gia đình người ta làm á thì nó ra sức, nó xuyên tạc chống phá, oxy thì nó nói oxy già, oxy cá thở, oxy Trung Quốc à, mà người ta nó không làm được cái gì cho xã hội vậy. Và chứ nó làm được thì mình cũng không nói. Quý khán giả biết là vào thời điểm năm 2001 đó, mà gần 500 lượng vàng 2,5 tỷ đồng là một cái con số rất là lớn. Quý khán giả phải nói là cái tâm anh dũng, cái tâm thì phải nói rất là lớn luôn nha, phải nói là đem lại khá nhiều cái giá trị cho xã hội. Thì cũng nhờ công ty cổ phần Đại Nam thì mới có mọc lên một cái câu trường như thế này. Và Đại Nam á, là ủng hộ 2,5 tỷ đồng, còn 1,5 tỷ đó là ngân sách của nhà nước ở tại quyện này. Mà cũng nhờ Đại Nam thì cái trường này nó cũng có mọc lên, và nơi đây cũng có khá nhiều những gia đình mà có con em trước đây đã từng học cái trường này đó, có các cháu rồi bây giờ nó học trường này đó, bây giờ là nó học lên, là quý khán giả biết đến đại học luôn rồi đó. Đó, phải nói là rất là mừng luôn quý khán giả, rất là vui luôn. Em có một người bạn ở gần đây, và con của anh ấy đó là bây giờ là học đại học, ra trường đi làm luôn rồi đó. Đó, quý khán giả thấy là còn hồi xưa là cũng nhờ học cái ngôi trường này nè. Quý khán giả thấy tốt đẹp ghê không? Cái nghĩa cử của Đại Nam phải nói là cực kỳ cao lớn luôn. Nhưng vậy đó mà qua cái biển con Nang thì xong ở trên. Mà ngày hôm qua thì quý khán giả biết là nó lên là nó chu chéo, nó nói là nó
nghèo, nó không có tiền rồi này kia cái nọ, rồi nó đi xin bạn bè của nó, xin người này xin người nọ. Mà thay vì người ta có tiền, người ta sẵn, người ta bỏ ra, người ta cho luôn, là nó tốt đẹp biết bao nhiêu không? Hay là chờ mà phải đi xin, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái việc làm mà của nó đi xin, với lại cái việc mà gia đình của Đại Nam mà bỏ cái đồng tiền ra mà để cho đó, ai là cái người xứng đáng? Phải nói là cái công lao của nó mà so với cái công lao của bà Hằng, tôi nói thật với khán giả là không có giá trị luôn, nói thật luôn. Làm được cái trò chống gì cho đời đâu. Mà người ta làm thì ra xiên tạc, ra chống phá người ta, ra nói nặng, nói nhẹ người ta. Mà trong khi bản thân của nó không có một đồng xu dính túi, không có đóng góp được một đồng cho cái quỹ chống dịch nữa, hay là thiên tai bão lũ, không có một đồng luôn nữa. Thì tôi phải nói quý khán giả rằng á, từ ở trên em á xuống đây cũng đổ cái đoạn đường 100+ cây số, và để mục đích của em đến đây là để làm gì? Để sau này khi chị Hằng chỉ về và có được những cái ký ức, những cái kỷ niệm ha, và anh Dũng anh gặp anh cũng vui nữa, ở đâu đó cũng còn có những người mà nhớ đến cái việc làm của mình, cái hành động đẹp của mình, phải không? Ít nhiều gì chúng ta phải ca ngợi chứ. 100-200 triệu ủng hộ cũng là quý, 10 triệu, 5 triệu, 2 triệu cũng là quý. Nhưng mà cái tâm của người ta là tầm cả khoảng là hàng chục năm trước rồi, là quý khán giả thấy là người ta đã làm từ thiện rồi. Mà vào thời điểm năm 2001 mà quý khán giả biết là người ta bỏ ra hàng tỷ đồng mà để ủng hộ đó, quý khán giả biết là cái tầm người ta đến cỡ nào rồi, đúng không? Đâu phải cái tầm cỡ như con Nang đâu mà tầm năm 2010 mấy đây còn đi lừa người này lừa người nọ, để Uga rồi này kia nọ, đủ thứ hết trơn, đủ thứ chuyện trên đời hết trơn, là quý khán giả cũng đã biết rồi ha. Rồi, một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả nha. Và kính chúc quý khán giả có một buổi xem kênh vui vẻ. Em rất mong quý khán giả là xem kênh bằng cách là like, đăng ký kênh ủng hộ em ha. Thì em cũng đổ một cái chặng đường khá là xa để ghi cái hình ảnh thực tế, để cho quý khán giả xem và cũng nhớ lại cái hành động, cái nghĩa cử cao đẹp của gia đình của chị Hằng ha. Rồi ok, em xin chào tất cả quý khán giả nha. Và kính chúc quý khán giả xem kênh vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Bye bye.